chuyển đổi sản xuất để có thể canh tác, mang về lợi nhuận ngay trong mùa hạn mặn, được xem là giải pháp thuận thiên theo tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thì chưa đủ, bởi thuận thiên cũng cần có những bước chủ động để gia tăng giá trị cho nông sản làm ra. Chẳng hạn như là trái dưa hấu này được mua tại ruộng đã là 9.000 đồng một ký, mức giá khá cao. Điều gì đã làm nên giá trị cho loại nông sản ưa hạn mặn này? Câu trả lời đó chính là quy trình canh tác, là chất lượng sản phẩm. Giữa mùa hạn mặn, màu xanh vẫn phủ trên vùng đất Dòng Cát, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ông nông trồng dưa hấu đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ lại phấn khởi như vụ này. Bởi diện tích 1,5 công được bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ và sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Quy trình canh tác mới này lần đầu tiên được áp dụng ở địa phương. Trồng theo truyền thống, có khi mình bỏ hơi phạm nhiều tay, nặng tay quá đi thì cái bụi dưa đó, khi mà nó gặp nắng thì nó sẽ mềm cùng dây mình. Rồi sau đó nuôi cái dưa rồi nó sẽ yếu lại. Còn hữu cơ thì cái lá của nó, đặc biệt là cái màu xanh của nó không có bằng hàng hóa học, nhưng mà đổi ngược lại là cái độ duy trì của nó sẽ kéo dài tới cái ngày mình thu hoạch luôn. Ở ruộng dưa gần đó, ông Út cũng khá phấn khởi khi toàn bộ 8 tấn dưa hấu canh tác theo hướng hữu cơ đã được bao tiêu toàn bộ. Dù dưa đang có giá, nhưng với sản phẩm chất lượng thì doanh nghiệp và thương lái sẵn sàng chi thêm cho nông dân. Hữu cơ thì được đạt, lãi lại mua thì cũng ok. Đợt này tư nhân rộng ra hữu cơ ra thêm, tại vì mình làm thấy nó được hiệu quả. Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ nên giá thành đầu vào của bà con được giảm khoảng 10 triệu đồng trên một hectare, và đầu ra thì đã được bao tiêu. Và tính như nông dân thì trong vụ dưa này thì bà con lời từ 300 đến 400 triệu đồng trên một hectare. Trần Đề là một trong những vùng có diện tích trồng rau màu, chủ yếu là dưa hấu lớn của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên do thâm canh, sử dụng quá nhiều phân thuốc nên chi phí đầu tư tăng, trong khi chất lượng sản phẩm làm ra không đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng. Chính vì thế, trong điều kiện hạn mặn, thiếu nước tưới như hiện nay, giải pháp sử dụng phân bón hữu cơ được ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm. Những loại cây trồng mà xài hữu cơ đó thì khả năng nó chống chịu được cái hạn mặn rất là lâu dài. Mặc dù biến đổi khí hậu càng ngày nó càng khó đi, nhưng mà cái ảnh hưởng về sản xuất, ảnh hưởng về thu nhập, ảnh hưởng về kinh tế của người dân thì càng ngày nó còn có sự chuyển biến tốt. Tích tụ dinh dưỡng nhiều năm thì cứ giảm dần và cái lượng bón thể giảm dần, và đặc biệt nhất là năng suất rồi đây sẽ cao hơn cái năng suất của vô cơ. Bởi vì làm vô cơ thì năng suất càng ngày càng giảm, không nói, nhưng mà rõ ràng cái hiệu quả thì thấp là bởi vì phải bón nhiều, mà bón nhiều thì lại càng năng suất thấp là bởi vì vô cơ làm cho đất đai trở nên chai cứng. Tiếng lành đồn xa, những công ty nông sản cũng bắt đầu tìm về Sóc Trăng để đặt vấn đề liên kết. Trái dưa hấu sạch, an toàn cũng nhờ thế mà đi xa hơn. Em bán rất là nhiều dưa rồi, nhưng hôm nay em ăn được cái đường dưa của làm theo hướng hữu cơ này nè, là nó cho chất lượng trái rất là chắc, mọi người nghe nè, đó, dưa chắc. Mình cắt ra thì mình thấy cái ruộng rất là đặc, không? Và cái tính chất thịt quả này nó sẽ giúp cho cái người tiêu dùng hay là người bán, họ có thể tồn trữ sau thu hoạch rất là lâu, 5 đến 10 ngày nó vẫn không bị thay đổi kết cấu thịt quả. Ngành nông nghiệp địa phương cho rằng với việc chuyển đổi cây trồng và quy trình canh tác thích hợp, không chỉ dưa hấu mà tất cả các loại rau màu khác sẽ thêm xanh và giúp nông dân mang lại hiệu quả kinh tế cao bất chấp hạn mặn có diễn biến phức tạp. Mấy năm qua, dù hạn mặn có gay gắt thì không ít nông dân ở huyện Trà Cú vẫn sống khỏe. Ruộng lúa này được thay thế bằng ớt chỉ thiên, giá sàn bao tiêu là 11.000 đồng một ký, bà con lời ít nhất 120 triệu đồng một hecta. Cây ớt mình á thì nó nói chung là nó chịu nhiệt độ rất là tốt, nắng nóng á, thì nó cũng vẫn đậu trái, không có ảnh hưởng tới năng suất, cho nên là mình cảm thấy là chỉ có cây ớt thôi là hiện tại là bà con mình mới làm giàu lên được thôi. Theo Cục Trồng Trọt, năm 2020 đã có hơn 54.000 hectare đất được nông dân đồng bằng sông Cửu Long chuyển đổi sản xuất, chủ yếu là các loại cây ngắn ngày. Một số diện tích cũng chuyển sang cây ăn trái như bưởi, nhãn, xoài, thanh long, sầu riêng. Điều phấn khởi là nhờ chủ động lựa chọn cây trồng phù hợp cho từng địa phương, nên lợi nhuận của nông dân cũng khá cao so với trồng lúa. Chẳng hạn như với những vùng chuyển đổi sang rau màu là 178 triệu đồng một hectare và cây lâu năm là hơn 607 triệu đồng một hectare.